Kiểu với em con 4 tệ 8 tư chục bao anh. Năm bốn ngựa anh em. Tua 3 năm chục. Máy nghĩa địa trên bãi rồi anh em. Do tình trạng để lâu nên có bung ra kiểm tra nắp. Nắp có bung rồi nha anh em. Chưa có xài nước mặn nha. Máy nghĩa địa. Bung nắp, bung cặp te. Mà cam trước chưa bung nha anh em. Con này giá thị trường giờ tầm khoảng 52 tới 55 triệu. Máy thì tình trạng nghĩa địa. Có bung nắp, bung te. Con này bán cho anh em giá 35 triệu em. Mình đút nước cho sẵn rồi nha, để test máy cho anh em coi tham khảo em. Tại 84 nha anh em. Máy nghi địa. Về có bung nắp kiểm tra, bung xe. Máy bao đồ trong bao cho anh em hết nè. Giá 35 triệu nha anh em. 4T84 chụp luôn. Anh em có mua liên hệ luôn không?